Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, thành phố San Jose chiều 25 tháng 12 2010, mưa thật lớn. Lúc 2 giờ tại khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali, khoảng 100 đồng hương cũng có mặt để tham dự buổi họp mặt mừng Giáng sinh 2010 do khu hội tổ chức. Sau nghi thức khai mạc là phần niệm hương trước bàn thờ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đến ngày kỷ niệm mừng Chúa Giáng Trần, khu hội chúng tôi có dịp gặp lại quý chiến hữu cũng như quý đồng hương tị nạn cộng sản, cùng nhau hàn huyên tâm sự nỗi vui buồn cũng như những thăng trầm của cuộc sống hiện tại, để rút ra kinh nghiệm và đối phó với những ước tương lai theo cuộc sống của thời đại tiền quyền thế. Ngoài ra cũng là một cơ hội cuối năm để kỷ niệm lại ai mất ai còn của chuyện trần thế, ai còn ai mất về lập trường quốc gia chính trị chống cộng mới là vấn đề quan trọng. Ai mất về đồng tiền, chén cơm manh áo, làm việc cha nối giáo cho cộng sản Hà Nội, những con người đó mới đáng tuổi bổ sau này khi chế độ cộng sản Việt Nam bị sụp đổ. Hồi nãy tôi có tâm sự với bác sĩ Liệu. Hiện giờ cái tình hình ở tại địa phương rất là phức tạp. Ngoài trừ cái bọn gọi là cộng sản nguyên danh ra thì còn những cái thành phần gọi là nằm dung đón gió đỡ cờ, hay là tôi với bác sĩ đều rất tâm đắc cái câu là xanh cỏ đỏ lòng. Họ luôn luôn lúc nào họ cũng theo sát cái sinh hoạt của lực lượng chống cộng, là một lực lượng nhiều màu sắc, nhiều quân binh chủng, không nhất thiết là hội quân tù nhân. Do đó ngày hôm nay sở dĩ tôi nói rằng cái lời tôi ngưỡng mộ quý vị là cái gì, là vì ngày hôm nay bọn nằm vùng, bọn xanh vỏ đỏ lòng, nó sẽ đánh giá chúng ta, nó thấy rằng ông Trần Công Liệu vẫn bắt tay vui vẻ với ông Nguyễn Như Được, ông Nguyễn Như Được vui vẻ bắt tay với ông Lý Trọng. Những hình ảnh đó chúng nó sẽ báo cáo theo cái lối gọi là ngày xưa mình vẫn nói là báo cáo trận liệt, thì càng báo cáo trận liệt như nào chúng nó sẽ càng đánh giá rằng lực lượng chống cộng của Bắc Cali vẫn là một lực lượng đa số và tuyệt đối. Tham dự được mời cùng chung vui bằng bữa ăn nhẹ và phần văn nghệ Giáng sinh. Nghe lữ tường trình từ San Jose.